Dạ rồi, em xin kính chào quý khách hàng của tiệm vàng Kim Thành Thảo ha. Địa chỉ bên tiệm em là 209 Tân Hương, phường Tân Quý, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh nha mấy anh tình yêu ơi. Hôm nay là em xin giới thiệu cho mấy anh chị là vàng nữ trang 980 cho mấy anh tình yêu ha. Này, đây là lắc tay nha mấy anh chị nha. Đó, nguyên một mâm lắc tay luôn cho mấy tình yêu luôn, quá xuất sắc luôn. Rồi em có lắc tay nè, vòng tay luôn cho mấy anh chị yêu của em luôn nha. Đây, vòng quấn hoa nha mấy chị, quá đẹp luôn. Rồi, không để mấy anh chị chần chờ lâu nữa, em sẽ lên từng mẫu một cho mấy anh chị xem nha. Mấy anh chị lưu ý giùm em là bên em chỉ có một số tài khoản duy nhất thôi nha. Số tài khoản là 25391629, ngân hàng ACB, chủ tài khoản tên là Trần Thị Minh Châu nha mấy tình yêu. Trước khi mình chuyển khoản bên em, mình nhớ ép qua Zalo, gọi điện thoại video để xác nhận tiền với lại cô chủ rồi mình hay chuyển khoản nha, để tránh những cái trường hợp mình bị lừa đảo nha mấy anh chị nha. Rồi, tiếp tục em sẽ lên một cái lắc bảng nha mấy anh chị nha. Lắc bảng 2, 4, 6, 8 hàng dạ tim nha mấy chị. Đó, quá đẹp luôn, sáng rực rỡ luôn. Ni tay này là ni tay 48-50-52, đeo ok dùm cho em gái nha. Ni tay 48-50-52 đeo dùm cho em nha. Rồi, mẫu này nặng là 2 lượng 1, 2 lượng 2 nha mấy chị yêu nha. Quá đẹp luôn. Rồi, tiếp tục em có một cái dạng lắc bảng giá 3 hàng tim nha mấy chị. Đây, quá ư là xuất sắc luôn, nặng là 1 lượng rưỡi nha mấy chị yêu nha. Ni tay 48-50-52 đeo ok dùm em. Đó, quá xuất sắc luôn, nó làm cái đế trong mình đeo mình không có sợ bị cắn tay nha mấy chị. Rồi tiếp tục em sẽ lên một cái lắc đời tôi nè mấy chị nè. Đây, cái lắc đời tôi nha mấy chị, xin không mấy chị. Cưng quá cưng luôn, nặng là 1 lượng rưỡi nha. Đó, đây toàn bộ nó có giáp lòng ở trong cho mấy chị hết, đeo không có sợ bị cắn tay nha mấy tình yêu nha. Đó, em xin kính mời anh chị cô dì chú bác ghé đến bên tiệm em ha. Địa chỉ bên tiệm em là 209 Tân Hương, phường Tân Quý, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh nha mấy tình yêu ơi. Đến để tậu cho mình và người thân những sản phẩm vừa mới vừa đẹp vừa độc lạ luôn nha mấy anh chị nha. Rồi tiếp tục em có cái lạc dạng lạc bầy cá 2 hàng nha mấy chị nè. Nặng là tầm khoảng 1 lượng đổ lại nha mấy chị nha. Đó, quá xuất sắc luôn. Ni tay 48-50-52 đeo ok, em có thể chỉnh ni lại cho mấy chị được. Ví dụ dài hay ngắn em chỉnh ni lại được nha. Dài thì mình thêm tân đơ ra nha mấy chị nha. Rồi tiếp tục em có cái lắc 4 hàng kim tiền, nặng là 1 lượng rưỡi nha mấy tình yêu. Toàn bộ nó có sẽ có giác lòng ở trong luôn cho mấy tình yêu của em luôn. Đem mình không có sợ bị cắn tay giùm em gái nha. Đó, quá ư là đẹp luôn. Rồi tiếp tục nha mấy chị, em có dạng lắc gợn sóng nè, nặng là 1 lượng như mấy tình yêu nha. Đó, vừa phun cát vừa một máy sáng rực rỡ luôn cho mấy tình yêu của em luôn. Đây, tiếp tục em có lắc con rít nè mấy chị nè. Đây, em có 2 hàng và 3 hàng mấy chị yêu nha. Mẫu này 3 hàng là 1 lượng 8, còn 2 hàng là 9 chỉ 8, gần 9 chỉ 9, gần cả 1 lượng nha mấy chị. Đó, quá xuất sắc luôn. Trời ơi, nó đẹp nhức nhối luôn mấy chị yêu ơi. Rồi tiếp tục em sẽ lên dạng lắc hoa mai. Hoa mai mình đeo tượng trưng cho sự may mắn nha mấy chị nha. Đó, tiếp tục đây, lắc hoa mai. Lắc này, lắc đầu tiên em đang cầm là nặng là 9 chỉ 9, gần 1 lượng. Lắc này thì 5 chỉ nha mấy chị nha. Ni tay 48-50-52 đeo ok. Tình yêu nào ni tay lớn hay nhỏ em chỉnh ni lại cho mấy chị đều được hết nha mấy anh chị nha. Rồi tiếp tục em sẽ lên cái lắc tầm khoảng 1 lượng 1 nha mấy chị. Trời ơi, cái lắc hoa mai nó đẹp rụng rời tay chân luôn mấy chị ơi, đẹp quá đẹp luôn mấy chị. Đó, vừa tắm vừa một máy sáng rỡ rỡ luôn cho mấy tình yêu luôn. Nặng là tầm khoảng là 1 lượng 5 phân nha mấy chị nha. 1 lượng 5 phân 1 lượng 1. Đó, rồi tiếp tục em sẽ qua vòng tay nha mấy chị nha. Vòng tay quấn hoa. Đây, đầu tiên là em sẽ lên một cái dạng vòng, dòng bi nha mấy chị, 3 em bi, nặng là 6 chỉ 7. Ni tay này là ni tay là 52, 54, 56, 58, đeo ok dùm em gái nha. Vừa móc máy vừa phun cá, sáng rực rỡ luôn, nặng 7 chỉ 6. Rồi tiếp tục em sẽ lên dạng dòng quấn hoa cho mấy tình yêu nè. Đây, dòng quấn hoa này mấy chị yêu ơi, trời nó đẹp nhức nhối con tim luôn. Nặng tầm khoảng là 2 chỉ mấy, 3 chỉ thôi, 3 chỉ rưỡi nha mấy chị nha. Đó, quá đẹp luôn. Ni tay này 50 và 52 nha mấy tình yêu. Đó, mấy anh chị ghé đến tiệm em đi, là nguyên một rừng luôn, mẫu mã rất là nhiều luôn nha mấy tình yêu nha. Đó, em xin kính mời anh chị, cô dì, chú bác ghé đến bên tiệm em nha.
để tàu cho mình và người thân những cái sản phẩm vừa mới vừa đẹp vừa độc lạ luôn nha mấy tình yêu tàu bự nha. Rồi tiếp tục em có cái dàn dòng quấn hoa ni này là ni 48, 46, 48 đều ok dùm em gái, nặng là 4,5 kg như mấy chị đi nha, đó quá ư là xuất sắc luôn. Rồi tiếp tục em có một cái dàn dòng quấn hoa nữa, ni này là ni 52 nha mấy chị, đó đơn giản mà đẹp nha, lá lan nha mấy chị nha, này là 2,7 hai chỉ gạch 7 gần 3 chỉ nha mấy chị. Tiếp tục em sẽ lên dạng dòng quấn hoa nè, quá nhiều luôn mấy tình yêu ơi, hàng về là ngập tràn tiệm vàng Kim Hình Hảo, ra đây mà là tha hồ lựa luôn nha mấy chị nha. Còn tình yêu nào ở xa thì mình ghé đây mình mua trên online, em ship hàng tận nơi luôn cho mấy chị yêu luôn ha. Đây dạng dòng quấn hoa này mấy chị, trời ơi nó đẹp nâu lòng người luôn mấy chị yêu ơi, quá xa đẹp luôn. Rồi tiếp tục nha mấy chị, em có một cái dạng dòng dòng kiểu nha, dòng hoa kiểu nha mấy chị nha, nặng là 3,1 kg xin không mấy chị, trời nó quá đẹp luôn mấy chị yêu ơi, cưng không đó, 3,1 kg nha. Rồi cái này tiếp theo là cái dạng dòng hai hoa ni tây là 50, 52, 54 đều ok, nặng là 2,5 kg quá đẹp luôn. Rồi tiếp tục em có một cái dạng dòng nha mấy chị nha, dòng này là dạng dòng hoa ni tây là 50, 52, 54, 56 đều ok dùm em gái, đó quá xinh luôn mấy chị. Rồi tiếp tục em có một cái dạng dòng nha mấy chị nha, dòng hoa mai nè mấy chị nè, dòng hoa mai nặng là 3,6 kg, hàng này nó có tân đơn mình nới ra nới vô thoải mái dùm em gái nha, đó rất là tiện luôn, có tân đơn muốn dài dài, muốn ngắn ngắn, muốn lớn lớn, muốn nhỏ nhỏ, rất là dễ luôn. Rồi tiếp tục cái cuối cùng là cái dạng dòng hoa luôn, hoa này là dạng hoa ngũ sắc nha mấy chị nha, có hào quang 7 màu luôn cho mấy chị nè, đó hoa ngũ sắc hào quang 7 màu cho mấy chị yêu. Đai này là dạng đai kim tiền luôn, đeo là tiền vô nườm nượp luôn cho mấy tình yêu của em, nặng là 4,3 kg nha. Rồi đến đây em sẽ xin kết thúc cái video này nha, em xin chân thành cảm ơn anh chị cô dì chú bác đã quan tâm và theo dõi video, hẹn và gặp lại anh chị cô dì chú bác những video sau nha. Dạ rồi, xin chào quý khách hàng của tiệm vàng Kim Thành Thảo ha. Hôm nay là em xin giới thiệu vàng Italy bạch kim 750 cho mấy tình yêu nha. Đây, quá đẹp luôn mấy chị, đồ bộ như mấy tình yêu nha. Đồ bộ quá xuất sắc luôn. Rồi một hồi nữa em sẽ lên từng mẫu một cho mấy tình yêu to bự của em nha. Đây cái đôi bông của em đang đeo đẹp không mấy chị. Đây, dạng bông này là mình đeo đi tiệc nha mấy chị nha. Mẫu này là 8g75, đeo cực kỳ sáng luôn nè mấy anh chị yêu ơi. Rồi tiếp tục cái dây của em đang đeo nè mấy chị. Trời ơi, đi đám đi tiệc là nhức nhối con tim luôn nha mấy tình yêu nha. Dây này thì nặng là 41g39 nha mấy anh chị nha. Đó quá ư là đẹp luôn mấy tình yêu ơi. Rồi tiếp tục cái nhẫn em đang đeo trên tay nè mấy chị. Nhẫn em đang đeo trên tay là nhẫn hột trắng nha. Đai của nó là đai bia ghét luôn, sáng rực rỡ luôn, nặng là 8g1 nha. Rồi không để mấy anh chị chần chờ đợi lâu nữa ha, em sẽ lên làm đồ bộ cho mấy tình yêu xem nha. Đây đồ bộ vàng Italy bạch kim 750 luôn cho mấy tình yêu. Đây bộ hột trắng nha mấy anh chị, bộ hột trắng đó quá xuất sắc chưa. Đó hột này là dạng hột sòn nhân tạo sáng rực rỡ, ở dưới là chạy viền tắm cho mấy tình yêu nha. Đai full tắm luôn cho mấy anh chị, sáng rực luôn cho mấy tình yêu luôn. Đó vừa tắm vừa một máy cực kỳ đẹp luôn nha mấy anh chị nha. Rồi tiếp tục em có một bộ tiếp theo ha, bộ này là dạng hột nè, bộ này là bộ nữ hoàng nha mấy chị nha. Đó em có dòng với lại có nhẫn nha mấy chị yêu nha, em có dòng với có nhẫn luôn cho mấy anh chị yêu. Đây đẹp không mấy tình yêu ơi, đó xuất sắc chưa. Đai của nó là dạng đai lưới móc máy nha mấy chị nha, hột ở trên là hột bia ghét nè, vừa tắm vừa bia ghét luôn cho mấy tình yêu luôn, là sáng rực rỡ luôn. Cái dòng này nặng là 37g36 nha, còn cái nhẫn là 13g13, đó quá đẹp luôn. Tình yêu nào thích mẫu này nhanh tay cứ chụp màn hình lại giùm em ha. Còn ví dụ tình yêu nào mà ở gần á thì mình ghé tiệm luôn ha, để mình xem tận mắt thấy tận tay mình thử luôn cho nó đẹp luôn nha mấy chị nha. Đó cho nó vừa ý ha. Địa chỉ bên tiệm em là 209 Tân Hương, phường Tân Quý, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh nha mấy chị yêu ơi. Em xin kính mời anh chị cô dì chú bác ghé đến bên tiệm em một lần để mình tham quan nha mấy chị nha. Đó mẫu mã là ngập tràn tiệm vàng Kim Thành Thảo luôn nha mấy tình yêu nha. Rồi em sẽ qua cái mẫu này nha, tình yêu nào thích cái mẫu này nhanh tay cái chụp màn hình lại cho em gái nha mấy anh chị nha. Rồi tiếp tục nha, tiếp tục em có một bộ trái tim mùa đông trái tim mùa đông tắm nha mấy chị nha.
Mẫu này là dạng trái tim tắm. Đó, xinh lắm mấy tình yêu ơi. Bộ trái tim nha mấy anh chị nha. Bông của nó là dạng bông toàn tan luôn cho mấy anh chị yêu nha. Đây, bộ trái tim nha mấy anh chị, quá xuất sắc luôn. Cái dòng nặng là 14g22, còn cái nhẫn là 4g18, cái mặt là 3g8, còn đôi bông là 7g44. Quá xinh chưa, full tắm luôn cho mấy tình yêu. Đai này là dạng đai tắm, ở dưới của nó là móc máy luôn cho mấy tình yêu luôn nha, sáng rực rỡ luôn đó, đeo cực kỳ cưng luôn cho mấy tình yêu ha. Mình đeo đơn giản, mình đeo hàng ngày, đeo đi đâu đi đó với bạn bè luôn vẫn ok luôn nha mấy anh chị. Xin cho mấy chị yêu ơi. Đó, rồi tiếp tục ha, em có một bộ, một xếp bộ nha mấy chị nha. Một xếp bộ hột Pierrette dạng vuông nha mấy chị. Nó làm cái kiểu vuông lại nha. Đó, xin cho mấy tình yêu ơi. Bông này là dạng bông toàn tan rơi rơi thôi, dưới nó không có dài quá nha. Vừa, đai của nó là đai Pierrette luôn. Vừa tắm vừa một máy luôn cho mấy tình yêu ha. Cái dòng này nặng là 23g6 nha. Còn cái nhẫn là bao nhiêu đây? Cái nhẫn là 7g37. Đôi bông là 4g8, còn cái mặt là 8g02 nha mấy tình yêu nha. Đó, quá xinh luôn cho mấy tình yêu nha. Trời ơi, nó đẹp, nhớ nhớ con tim. Dòng này ni tay là 48, 50, 52, 54 đều ok. Bên em chỉnh ni được hết cho mấy tình yêu to bự của em nha. Rồi tiếp tục em có một set bộ tiếp theo nha. Đó, set bộ này để em đeo lên tay luôn nha mấy chị xem. Trời ơi, nó đẹp rụng rời tay chân của mấy chị yêu ơi. Đây, mấy chị yêu đợi em gái một miếng nha. Đợi em gái một miếng, em gái sửa soạn cho nó đẹp một tíu rồi xong cái em đưa lên cho mấy chị coi nha. Đây, set bộ tiếp theo này mấy chị yêu. Đẹp không mấy tình yêu ơi? Trời ơi, nó đẹp quá trời đẹp luôn mấy chị yêu của em ơi. Quá xinh chưa? Quá xinh cho một cuộc tình luôn mấy chị yêu ơi, quá xinh cho một cuộc tình luôn. Đó, tình yêu nào thích mẫu này nhanh tay cứ chụp màn hình lại giùm em nha. Đây, cái đôi bông của nó hột Pierrette này sáng rực rỡ luôn cho mấy anh chị yêu của em luôn ha. Đó, còn cái dòng đây, dòng này mấy chị. Đó, dòng này nặng là 43g48, cái nhẫn là 9g27, còn cái mặt là 15g nha, cái mặt mà là 15g23. Đó, còn đôi bông là bao nhiêu đây? Đôi bông là 3g88. Tình yêu nào thích cái bộ này nè thì nhanh tay cứ chụp màn hình lại giùm em gái nha. Đó, quá xinh luôn mấy tình yêu ơi. Rồi tiếp tục em sẽ qua mẫu cho mấy chị nha. Rồi em có xếp bộ cái nơ nha mấy chị nha. Cái nơ này, cái dòng này là 26g97 nha mấy tình yêu. Còn cái nhẫn là bao nhiêu? 11g44. Xin chưa mấy chị? Trời ơi, xuất sắc tuyệt vời ông mặt trời luôn mấy chị yêu ơi. Tiếp tục em có bộ nè, xếp bộ kim cương. Kim cương nha mấy chị nha. Đó, xinh không mấy chị? Trời ơi, nó đẹp quá, sao đẹp không mấy chị? Nhìn cực kỳ sang luôn nha. Đó, một xếp bộ kim cương vàng Italy vạch kim 750, vừa hộp Pierrette vừa tắm luôn, sáng rực rỡ cho mấy chị. Đai này là đai full hộp Pierrette luôn cho mấy tình yêu của em nha. Nè, đai vừa Pierrette vừa một máy nữa là sáng rực rỡ luôn, khỏi còn gì để nói nữa mấy chị ơi. Đeo là sáng rực liền ha. Rồi, tiếp tục em có một cái dạng đá vuông này mấy chị nè. Đó, dạng đá vuông nha mấy chị yêu nha. Đó, một hộp trắng nha. À, cái này là hộp Pierrette đá vuông nha mấy chị nha. Đó, xin cho mấy chị yêu. Rồi, tiếp tục một set bộ tiếp theo là dạng hoa nha mấy chị nha. Hoa móc máy vừa tắm luôn cho mấy chị yêu luôn, sáng rực rỡ. Cái dòng này là 44g35 nha, còn cái mặt là 24g06, cái đôi bông là 2g51, còn cái nhẫn là 8g34. Quá ư là xuất sắc luôn, đi đám đi tiệc là hết sảy 037 luôn nha mấy tình yêu nha. Rồi, em xin kết thúc cái video này nha mấy tình yêu nha. Em xin chân thành cảm ơn anh chị, cô dì, chú bác đã quan tâm và theo dõi video. Hẹn và gặp lại anh chị, cô dì, chú bác những video sau nha.